giờ mình quay cho mọi người xem bắt đầu từ chợ Phú Nhuận này tới chợ Sơn Phú nha. Này là đang cái này là ở chợ Phú Nhuận nè. Giờ này là trưa rồi. Đó. Chợ đây bán cũng đông quá nè. Mà giờ trưa rồi, hết khách rồi. Giờ mình sẽ đi con đường này từ chợ Phú Nhuận dẫn cho mọi người đi tới chợ Sơn Phú. Cái này là ấp nông thôn mới Mỹ An A. Giờ là mình sẽ đi cái tuyến đường này dẫn cho mọi người đi ngắm cảnh một vòng. Đường lộ qua bên này nhà cửa hồi xưa nó thưa thớt, còn giờ khích rịch, nhà cửa quá chừng đông. Nhà cửa hồi xưa mấy khúc này là trống trơn luôn, giờ đi nhà cất bít hết trơn. Bên này chấp giá quá chừng nhưng mà chạy vẫn là ngon. Lộ nhựa đi dạo một vòng quanh đi đường ở đây, chỗ nào nó cũng có trồng cái cây hoàng hậu hết trơn. Cây hoàng hậu mọc dài dài đường quá chừng. Này là cây cầu bản mình mới vừa qua đó, là cây cầu bản đó. Tới đó là hết thành phố Bến Tre. Thành phố Bến Tre là tới cây cầu bản đó là dứt rồi đó. Giờ xuống tới khúc này là huyện Dòng Trôm. Ủa, Sơn Phú huyện Dòng Trôm đúng rồi. Này là đi xuống Sơn Phú. Lâu quá không đi. Đi dòm thấy mọi thứ nó khác lạ hết. Đây nhà cửa khúc này thưa, khúc thằng kia thì sát sát nhau. Đây có bán cơm trưa, cơm trưa, cơm dĩa, cơm phẩm, cơm hộp. Ai
bên đường trồng bông, trồng bông trồng hoa. Cái cây này, mấy cây bông vàng vàng này em hỏi nó tên gì giờ quên ngang. Quán 79, quán xá đồ thưa con cái. Trồng bông này không, này mà nó trổ lên mà trúng vô đang nở rộ cái là bông cái hoàng là vàng rực hết á nè, cây nguyên cây bông hoàng hậu luôn nè. Mấy cây này mấy cây bằng lăng tím đó. Ồ, có hồ bơi nữa kìa. Qua chạy qua dòm không thấy. À, đây có quán cơm tấm à. Cô Dung 20.000, cơm tấm cô Dung 20.000 đó, khúc đó bán cơm tấm, cơm phần, cơm dĩa gì đủ loại hết á, thấy không? Còn hai bên đường này là bằng lăng với cây này là giờ quên ngang rồi. Mai giờ này còn trổ vàng vàng kìa. Đó, đẹp không? Bông không á? Đây có văn phòng ẩm nữa. Đây còn nguyên miếng đất nè, liên trì cổ tự đó. Đây có trường mầm non Sơn Phú đó. Đây còn nguyên cái miếng đất làm cái gì quá trời luôn nè, lớn không, xe đang làm nó mới san lấp xong nè, bao la luôn, rộng mênh mông luôn. Ôi. Xe cuốc nguyên miếng đất quá trời lớn luôn. Đây được bán đất nữa nè đó, thấy chưa? Này trang trí nội thất Úc tới. Đây có bông hoàng hậu nữa nè, quá chừng đẹp. Bông nó trổ, thấy hình như là nó trổ suốt. Đây giờ tới ngã ba rồi, tới ngã ba chợ Sơn Phú. Tới ngã ba chợ Sơn Phú rồi xong, đứng đây khá thấy à. Đó, quay cho mọi người thấy chợ Sơn Phú nè, đó cái bảng ở trong đó đó. Nó cái bảng nằm đó mà bị cây che hết rồi, giờ đâu có thấy nữa. Giờ này chợ vắng rồi, hết người rồi, chợ này giờ vắng quay rồi nè. Bán bông bán đồ nè đó. Cái đường này là giờ đi ra quốc lộ, bên này là cái trường học, này là cái trường học như là trường cấp 1 hay gì á, ngay đó đó. Giờ mình tạm ngưng chỗ này đi đó, ngay chỗ này là góc ngã ba chợ Sơn Phú nè đó, thấy không? Chợ Sơn Phú đó, thấy cái bảng chợ Sơn Phú ở trong đó đó, ghi xanh xanh đó. Rồi tạm biệt mọi người nha.